mới chia tay người yêu, ảnh ngỏ lời á, thì cái em cũng chịu, mới hơi quen làm người thế thân đi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, dạ em chào anh Quốc Thịnh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em tên là Nguyễn Đình Luân, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên dạy toán tư duy. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, hiện em là kế toán, em 28 tuổi, là tuổi giao dịch thôi, còn tuổi thật sự là cùng với chồng. Cùng với chồng là sao? Là bằng tuổi với chồng ạ. À, là 30. À, là 30. Ủa, như vậy là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Biết là biết, thì hồi học cấp 2 rồi nha. À, học chung hả? Dạ đúng, học chung trường, nhưng mà lên cấp 3 thì mới được vô học chung lớp. Lên tới cấp 3 mới để ý đúng không Nhung? Dạ, học hết cấp 3 luôn. Ở trường tổ chức công ty đại học thì lúc đó còn có một nhóm nhỏ thôi, lúc đó mới để ý tới nhau. Em để ý Nhung ở điểm nào? Dạ em thì hồi xưa nói chung là đen. Nhưng mà được cái là cười có hai má lúm đồng tiền, với lại hồi đó tóc đen dài nhìn rất là thích. À, là vừa có duyên mà lại vừa thùy mị đúng không? Tóc dài. Còn Nhung thì em có chút nào về cảm tình với Luân không? Dạ không. Không luôn. Lúc đó là bạn này để ý bạn này trước đúng không? Tại vì thấy ấn tượng, còn bạn này chưa thấy gì hết. Không ấn tượng gì về bạn này luôn. Tại vì nhìn ảnh lúa vậy lắm, ốm mà da thì có trắng, nhưng mà em rất là ghét những người mà tóc quăng á chị, mà lo tay chảo nữa, là cực kỳ ghét luôn. Mà ảnh là dính hết luôn, nhìn như là ảnh avatar vậy đó. Mà hả, ảnh lên ảnh trả bài á, em ấn tượng cái là lên trả bài á, là hả, nhướng cái chân mày lên vậy nè, cái trên trán á nó hai ba cái nếp nhăn luôn, nhìn nó kỳ kỳ sao á. Dạ, là coi như ấn tượng hoàn toàn không hề mỹ mãn chút xíu nào đúng không? Dạ. Nói chung nhìn nó nét rất là thiên tài. Rồi có nghĩa là hết cấp 3 rồi mới bắt đầu mới để ý anh. Dạ. Rồi lúc đó em mới chia tay người yêu, ảnh ngỏ lời á, thì cái em cũng chịu, nói hơi quen làm người thế thân đi. Ảnh cũng chịu nữa. Trời, thì cũng như là chính thức quen nhau được hơn một năm thì em mới là có cảm tình thật sự. Một năm sau em mới có cảm tình. Dạ, sau khi mà quen anh. Dạ, này đúng. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Tốt nghiệp đại học xong là cưới luôn. Cưới luôn. Mãnh liệt dữ vậy đó hả? Nói chứ cũng 4 năm hả? 4 năm. Tính ra là 4 năm rưỡi á. 4 năm rưỡi. Em có thấy là Luân là người bên ngành toán thì có thấy Luân khô khan không? Cực kỳ khô khan chứ không phải là khô khan thường. Vậy khô sao? Như là ảnh mua hoa về cho em á, cái ảnh đưa nha. Cái em nói cái gì vậy? Anh mới lậm hả? Nó nói anh mới lậm á, lậm mua đường á. Cái em không lấy luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mà mỗi lần ảnh tặng quà là ảnh đưa, mà ảnh không có nói gì hết trơn. Cũng như là hôm nay ngày lễ gì á, anh tặng em á, gì cũng có mua về đưa vậy. Khi yêu có giống vậy không? Cũng vậy luôn á, không có dám nói gì hết trơn á. Cứ đưa thay lời muốn nói là món quà vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Ở vậy có nhiều khi á, cái lễ gì đó em thấy ảnh mua quà về cái tự em lấy luôn. Vậy hả? Dạ. Có nghĩa là từ trước tới giờ là vậy luôn. Dạ. Vậy tại sao cưới không vậy? Em không cưới ảnh, chắc không ai cưới ảnh đâu. Câu này là xuất phát từ trái tim luôn nè. Xuất phát từ trái tim luôn nè. Tại vì má chồng em với lại mấy chị dâu á lo lắng lắm, nói là hả, tánh của anh vậy không biết sao lấy vợ được. Hiền quá đúng không? Em bộ em tặng quà vợ em ngại em không nói, hay là em không biết nói như thế nào, hay là em làm biếng nói? Dạ, cũng có ý định nói, nhưng mà lúc mà cần nói thì tự nhiên nó khó nói quá. Tự nhiên bị thụt lưỡi. Dạ, dạ giống chị. Khó nói hả? Dạ. Vợ mình mà có gì đâu mà khó nói. Thì em... từ từ cũng ráng tập lại. Luân phải cần đi chơi với anh một khóa. Dạ. Anh sẽ chỉ cho em một số cái ướt át và em phải chỉ lại cho anh một số cái khổ khen. Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 4 năm rưỡi rồi. Bởi như vậy thì ngoài cái chuyện mà khô khan ra thì còn có những tính tật xấu. Cũng bực cái gì là không có nói, cũng như đụng chuyện cái bực em cái để đó, cái bắt đầu em có chuyện em bực lại cái em cự ảnh á, cái xong ảnh mới nói là anh đang bực bội vậy vậy đó mà giờ em còn vậy nữa, là lúc đó em mới biết là cái là vấn đề bực. Trước đó là ảnh có bực em rồi. Chứ không là không biết luôn. Hiền quá đúng không? Hiền. Ví dụ đi. Dạ, cái chuyện này nó cũng hơi lãng xẹt. Là hồi lúc em có bầu em bé cũng được khoảng 8 tháng á, đi làm đường về nó bụi đi, cái cảm thấy bị ngứa lỗ tai, cái
kêu ảnh đi lấy bông rái tai giùm, ảnh không đi. Thì xong cái em nói cái cầu thang á nó trọt kìa, nó trơn lắm, em đi lỡ té có chuyện gì sao? Ảnh ngồi anh giải thích em đang có bầu, ngoái lỗ tai không có tốt cho mẹ, không tốt cho bé, em ngủ đi là hết. Cái em nói là ngoái vậy là nó hết, là nó hết ngứa à, là em mới ngủ được chứ không em thức tới sáng luôn á. Nói vậy mà ảnh vẫn ngủ. Rồi xong sao? Cái cơn em tức quá, đi đùng 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 em đi thiệt là nhanh luôn em đi. Như em nói là đi cho té cho bỏ ghét mà, không có té. Xuống nhà em lấy vòng em rái tay xong em văng mùng ở dưới nhà em ngủ riêng luôn. Cái em nằm đó cái họ quay qua thấy nằm kế bên. Vậy à. Cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hơn 2 năm mà. Tới giờ đã ta tha thứ chưa hay vẫn còn giận cái vụ đó nữa? Có chuyện mà. Có cái chuyện gì mà em giận ổng từ trước tới bây giờ mà không thế nào mà em tha thứ được giận mà tới giờ em giận là cái bông rái tai đó. Là cái bông rái tai đó. Trời ơi. Tại vì á ảnh vô ý lắm. Ảnh về anh kể em nè, em cái anh làm chung ảnh á chỉ đòi ăn cái món đó xa lắm mà ảnh cũng chiều chở với vợ ảnh đi nữa. Cái rồi em nhớ lên em nói á, người ta chiều người ta mua đồ ăn cho á, còn em có bầu mà em biểu anh lấy bông rái tai cho em thôi, anh cũng không lấy nữa. Cái đầu đang đi xe trò chuyện vui vẻ rồi ha, cái rồi là đùng đùng lên á. Có nhiều lúc là em tức lên em phóng xuống xe luôn á. Trời vậy hả? Mà lý do làm sao mà em không lấy cái bông rái tai cho vợ để giận cho tới 2 năm trời nay? Thì cái lúc đó thì do đi dạy thì cũng hay về tối, thì nhiều khi cũng làm biếng. Làm biếng mà dám biện hộ nào là móc lỗ tai ảnh hưởng cho đến toàn vợ và trẻ em, ghê thiệt chứ. Bởi giận là phải rồi. Vậy á mà lúc đó không có nói, cứ nói là lý do vậy thôi à. Rồi sau đó em cũng nói giờ anh thôi, anh nói là bữa đó anh buồn ngủ quá đi, anh không có lấy được cho em đi, cái em bỏ qua em không có giận nữa. Cũng không nói nữa, nói anh đâu phải là diễn viên đâu mà nói theo cái lời sắp xếp của em, là không nói luôn, cứ như vậy hoài luôn. Em nói anh mà không nói là anh buồn ngủ là em cứ ghim hoài á nghe, là nhất định không nói là không nói. Tới giờ em kể chuyện anh khui là chuyện này là em còn giận không? Dạ giận chứ. Tội nghiệp em quá tối nay vậy chứ bị thành nữa. Vẫn giận, nó kể chuyện thái độ vẫn giận dữ đó. Vẫn còn giận đúng không? Vẫn còn ghim trong lòng đúng không? Chứ như vợ người ta có bầu người ta chiều lắm chứ. Mà anh vậy á. Đó, vẫn giận đó, thấy chưa? Giờ cho chồng kể đi, sẵn đài kể luôn, kể xấu. Vợ em thấy hiền quá. Cái khô à. Tính xấu quá. Dạ hiền ở trong mặt kém. Phải không? Thì nhiều khi em ở trước cửa thôi, cái vợ em đang ở sau nhà, cái kêu anh ơi, mà lỡ ở ngoài trước anh hơi ồn cái em không nghe. Mà khi tiếng thứ hai cái là nhiều khi là em bị nạt. Vậy hả? Dạ. Nạt sao? Nạt lớn không? Dạ đúng rồi, nạt lớn, nhiều khi hàng xóm cách xa cách trong mấy cũng nghe được. Trời ơi. Phải không đó? Tại kêu không nghe, kêu lần hai phải la lớn hơn chứ. Chứ cái âm thanh mà giống lần một thì ảnh lại hỏi là nói cái gì nữa sao? Rồi cái gì nữa? Cái mà ghê nhất là nóng tính. Ghê dạ. Nhất là nóng tính. Dạ. Có khi nào đập đồ, đập muỗng, đập chén, đập bát được không? Cũng có. Có luôn. Có luôn. Cái trận mà vợ của em mà nóng tính nhất, gần đây nhất là cái trận gì em nhớ không? Lúc mà con hơi quậy là có quýnh con, lúc đó em giận nó mà không có nói. Thôi em giận mà không chịu nói. Dạ, nhiều khi nói thì lại sợ hai bên lại cãi giá rồi cuối cùng lại. Dạ. Nhưng mà tại sao vậy? Bộ em bức xúc cái gì sao mà em không kềm được? Như em làm lớn chuyện lên á mà ảnh nạt trở lại hay gì á là em im. Còn mà em làm lớn chuyện không ảnh im, cái em lại làm lớn thêm hoài vậy đó. Có nghĩa là tại vì anh không thèm nói gì. Dạ. Hết, anh cứ im lặng, em vô cảm luôn. Dạ, cái điều rồi. Mà em không đang nói là không cái, là cái cơn em còn nóng hơn đúng. Dạ. Không? Của em có khi nào em nghĩ là đối với vợ như vậy là mình bị nhu nhược quá không? Dạ thì chắc là em cũng đang trong quá trình biến đổi cho dữ hay chút. Nếu như một ngày nào đó chồng em sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ cự cãi vã với em liên tục vậy thì em có thích không? Không thích, nhưng mà lúc đó chắc em sẽ đóng vai là anh. Thực ra dạ. Cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề tụi em cự cãi gây lộn với nhau, cái vấn đề không phải như vậy. Vấn đề là vợ em cần cái cảm nhận của em về cái việc mà cô ấy đang nói. Em đâu cần gây, em đâu cần đánh hay là cần cái gì đâu. Em phải nói, em phải bộc lộ cái cảm xúc của em để cho vợ em hiểu là em đang vui hay em đang giận, em đang hờn, em đang yêu cổ hay là chán cổ hay là ghét cổ. Và nói thẳng ra là như vậy. Bởi vì vợ em không đọc được cái cảm xúc đỡ em, cho nên là vợ em cảm thấy bức xúc. Đúng không em? Dạ. Chứ không phải là vấn đề gây lộn hay đánh lộn ở đây. Đúng không? Dạ. Bây giờ nè, em nên nói hết với chồng em những cái điều em muốn đi. Nhiều khi em nóng quá, em nói trong cái cơn nóng giận thì chồng em không nghe. Chồng em cũng không muốn nghe, thực sự là như vậy. Nhưng mà em nói trong bữa nay, nó như là một sự sẻ chia cho chồng mình hiểu. Chị nghe em nên nói đi. Em mong muốn là
anh có cái chuyện gì mà bức xúc với em á thì anh phải nói cho em biết, chứ đừng có để mà em bức xúc em nói cái anh lúc đó anh mới nói ra là cái nhiều chuyện, nhiều chuyện nó dồn dập vô cái bắt đầu lại cãi nhau nữa, nhiều khi giận có mấy tháng luôn. Em cũng nói cho vợ em hiểu đi, hai vợ chồng nên tranh thủ để mà hiểu nhau hơn. Chắc là cũng do cái tính em từ nhỏ là ít nói, rồi cộng thêm nhiều khi có một số lúc có chuyện em nói ra nhưng mà có khi là bị vợ phản ứng lại hơi quá lố á, cũng từ đó mà hơi ngại nói luôn, rồi sau đó là dần dần là thành thói quen luôn. Đúng không em? Tại vì ảnh lúc nào anh cũng muốn là người khác nhìn vô á, gia đình em rất là hoàn hảo á. Nhưng nhiều lúc á em với là con em á đùa giỡn nhau lớn tiếng anh cũng la nữa. Anh biểu là nhỏ lại, mà em nói là em rất là đơn giản, em vui á thì em cười, còn em buồn thì em khóc. Chứ mắc gì á mà mình đang vui mà mình phải cười mỉm chi thôi, mình vui mình cười ha ha lên cho nó sảng khoái. Anh không chịu, anh nói cười vậy hàng xóm đã nghe. Lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ là một người nghiêm chỉnh, một người tốt, một người thì nói chung là nhìn vô là hoàn hảo vậy đó. Em thì em không có được vậy. Em có cảm thấy rằng nếu như mình như vậy và mình muốn vợ mình với con mình phải giống như mình vậy thì có thiệt thòi lắm cho vợ và con mình không? Cái đó thì em cũng biết rồi, thì em cũng đang cố gắng để thay đổi để tốt hơn. Ừ, tại vì bản chất của trẻ con á là nó phải la, phải hét, phải bộc lộ hết, đúng không? Dạ. Đó, còn chị nghĩ là ở đây á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ nó đang bị hai cái cá tính nó đang bị đụng nhau một cách quá mạnh, phải có một người nhường bước trong cái chuyện này. Nếu mà để thời gian lâu á thì nó sẽ là một sự xa cách, một cái ranh giới rất là lớn giữa hai vợ chồng. Trong khi em á thì em muốn phá cái đó, tức là em muốn phá cái bức tường của chồng em, nhưng mà em càng làm thì chồng em càng xây nó dày hơn. Em hiểu chị không? Bởi cái cách làm của mình chưa đúng, thành ra em càng ngày em càng cố thủ, em càng xây cái bức tường nó càng dày hơn, không có được. Bây giờ á, chị nghĩ là hai vợ chồng em á phải có những cái buổi, tức là tụi em phải ngồi nói, em mở, em cởi mở đi. Tại vì vợ mình mà, chứ có phải hàng xóm đâu, đúng không? Dạ. Em muốn ở cổ cái điều gì? Bây giờ em phải nghe chồng em nha, để em hiểu được cái tại sao chồng em lại như vậy nha, đúng không? Em đừng có nóng nha, em phải xác định như vậy mới được. Em nghe, sau đó em chắc lọc, từ tém lại, để từ từ em có một cái mũi tiến công nó nhọn, nó mới đâm được cái bức tường của chồng em. Chứ bây giờ em làm nhiều hướng quá, đâm chàng bẹt là chỉ có đập vô rồi văng ra, đập vô rồi văng ra. Hiểu không? Nha. Rồi, về thử. Bữa nay thử đi cưng ha. Chị nghĩ là tụi em sẽ làm được điều đó. Rồi, vậy nha. Dạ. Cảm ơn em. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào chú rể, chào cô dâu. Không, chào hoàng tử, chào công chúa chứ, đúng không? Giới thiệu về mình đi em. Em tên là Nguyễn Tấn Thịnh, năm nay em được 30 tuổi. Em đang làm ở một phòng kinh doanh. Còn đây là bà xã của em. Mà tên là Hứa Thị Bích Tuyền, năm nay 29 tuổi. Chồng là kinh doanh hả em? Dạ, em làm bên kinh doanh. Còn em là bên... Em làm bên quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng. Tụi em quen nhau trong trường hợp nào? Đó là một cái câu chuyện cũng khá là dài. Năm đó là tình nguyện viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh ở tỉnh Trà Vinh. Vào cái ngày hội quân cuối chiến dịch á, thì tất cả các đội viên và cả đội chỉ huy sẽ gặp nhau. Lúc đó cả đội cũng đã ăn mừng xong rồi, thì em mới ngồi trước cổng trại. Trong đội của em á thì có một cái trào lưu là dày, mọi người cùng viết, cùng nhau là viết lưu bút, đặt cho nhau những cái biệt danh. Em cũng có một cái bộ sưu tập những ông chồng trong lưu bút. Sưu tập chồng hả? Thật ra lúc đó mình đi mùa xanh mình cũng rất là đen đúa xấu xí, nhưng mà không biết sao mình thu hút được 4 anh rồi. Thì mình quyết định là đêm nay, cái đêm hội quân đó là mình phải vớt được thêm một anh nữa cho nó đủ nửa chục. Nửa chục. Chẳng nửa chục. Thì cái là em thấy ảnh đi ngang, cái em cười ngoài mắt ảnh là anh ơi sao em thấy anh quen quá. Em đang ngồi ở cái cổng đó. Dạ. Thì anh ấy đi ngang qua. Dạ. Lúc đó em cũng cắm trại xong ở đội của em thì em đi vòng vòng. Em cũng đi ngang thì nghe nói là quen. Mà trên tay cầm hai con khô nữa. Nên đó là em tấp vô em làm quen luôn. Em quen con khô hay là quen của bạn này? Cười thì cũng cười nhưng mà con khô thì cũng còn cười. Em làm quen rồi cũng nói chuyện với nhau.
Hồi nói mà cũng quên luôn con khô và bắt đầu ghi luôn bút. Trời ơi. Có nghĩa là đây là cái người thứ năm của em đó. Dạ đúng rồi. Lúc đó em nói chuyện một hồi thì em cũng ký vô là chồng năm hứa nuôi em 5 năm. Chị hỏi nè, em có thấy là từ đó đến nay con số 5 là con số may mắn của em không? Đúng rồi. Đúng may mắn. Sau đó thì em có ký là một cái hợp đồng khác là giấy đăng ký kết hôn. 50 năm. Rồi sau đó thì hai người hẹn hò đó sao? Kết thúc chiến dịch về, em về em đi làm, còn cô ấy thì đi chơi với bạn ở Gia Lai. Đột nhiên là mình nảy ra ý định là mình muốn gọi điện cho anh này để mình khoe về cái chuyến đi đó. Thì em nhận được cuộc điện thoại đó, nghe bên đầu bên kia là alo chồng hả chồng. Hết rồi. Nhưng mà tại em cũng có đứa em tên là Trọng thì em mới nói lại là kiếm Trọng hả? Rồi lúc đó em quê quá. Tại vì mới có một tuần thì ít ra cũng phải nhớ chút chút. Xong rồi nhắc lại thì cũng nhớ. Xong rồi hẹn nhau là về Sài Gòn rồi mình gặp nhau. Được, có gặp dạ. Không? Có. Sau đó về Sài Gòn thì cũng chat qua chat lại này kia. Rồi tới sinh nhật của cô ấy thì cô ấy cũng có mời em đi uống nước này kia. Lúc đó em thì em cứ nghĩ là bạn bè bình thường thì em mới rủ thêm thằng bạn ở cùng nhà trọ nữa. Trời ơi, hai ông đèo nhau đi đến dự sinh nhật vậy đó hả? Đi đến xong rồi mấy đứa bạn gái cùng phòng của cô ấy nói là sao mà vẫn đi chơi với Nguyễn, sao mà vẫn vẫn ông, bạn theo. Đúng rồi, vẫn kia đào theo kia, không biết canh ai. Thế là em cũng ra em nói là thôi mày về trước đi, hồi tao về sau. Thì anh này anh cũng không có tâm lý, tại vì thật ra lúc chat là em nhớ rõ là anh nói là anh hứa là anh qua anh chở em đi chơi. Mà lại dẫn theo cái ông kỳ đà đó. Thì anh này cũng rất là lịch sự, ga lăng là chở mình tới cái nhà sách đó để mà mua một món quà. Cái hồi anh dừng lại ở cái kệ gấu bông, chỉ vô cái con to nhất, nói em ơi em có thích con này không? Vừa hỏi xong thấy cái giá nó trời ơi. Mất hồn. Mất hồn, không đủ tiền. Rồi em, em có mua không em? Em nói rung quá đi, cái chờ con này trả lời. Ta mua rồi phải không? Dạ không, người đàn ông này là mình mới vừa gặp. Mình nhận của người ta món quà to vậy mà không biết là chuyện nó đi tới đâu. Mất công mắc nợ rồi sao quá. Đúng rồi. Cái em nói thôi đi uống cà phê đi. Vô tình là em cứu chồng em một bà vua trông thấy luôn, đúng không? Quá đi. Rồi trong cái thời gian hẹn hò đó, hai người có một cái kỷ niệm gì mà đáng nhớ hơn không? Có một lần đó em cũng chở cô ấy đi chơi xong rồi trở về thì cô ấy mới nói là anh đợi em chút xíu, em vô em lấy chai dầu gội đầu đưa cho anh. Cái mình mới sung sướng quá đi. Hồi hộp mình đợi ở ngoài, cô ấy vô lấy chai dầu ra rất là vui vẻ đưa cho mình. Cái cô ấy nói là anh ơi cái này em mua 57 ngàn á, em bán lại cho anh 52 ngàn thôi. Trong đầu là cô ấy sẽ nói anh ơi tặng cho anh đó. Rồi có trả tiền không? Có. Em cũng ngây ra một chút, xong rồi em cũng móc ví ra em trả 52 ngàn. Sao tự nhiên lúc đó em lại bán vậy? Đó mình còn là sinh viên cũng còn phụ thuộc vào gia đình thì cái số tiền đó nó lớn, với lại anh này á thì mình cũng có mắc nợ mắc nần gì anh đâu. Quà sinh nhật anh tặng mình cũng đâu có lấy, mình đâu có nói là mình cho anh tại anh tưởng bỏ. Chị rất là thắc mắc, em mua 57 ngàn tại sao em bán 52? Khai thiệt đi, bữa đó xài chưa? Hình như là có xài rồi, tại vì biết ngay mà thấy chưa. Cô này rất tính toán, có kiếm buôn bán. Đúng rồi, mà còn vậy là biết giữ tiền đồ này kia cũng rất là tốt. Rồi thế là quyết định tấn công. Đúng rồi, thì lúc đó yêu nhiều hơn. Yêu nhiều hơn, đó. Hay ha, công nhận không? Hai chồng em toàn là chưa lạ không? Đâu còn cái nào lạ nữa, nói chị nghe coi. Hôm đó thì em cũng vô tình coi trên cái máy tính á, thấy trời ơi, luôn một cái file tên là chat với Nam, chị chịu nổi không? Nam là cái người yêu cũ của cô ấy, hai người là hẹn tối nay là gặp. Thì thế là em thôi máu là em tức quá đi, nhưng mà em kìm xuống. Em mới nói với cô ấy là thôi để anh chở em đi làm, chiều anh đón em về. Không chịu. Thì nó không có gì hết, nhưng biết là tính ảnh hay ghen, cho nên là mình thấy cái đoạn chat trên Yahoo cuối cùng là càng làm càng rối, thành ra cái cách ngu ngốc nhất là có bị vô cái password, cái bỏ vô cái chỗ mà mình hay đánh bài vở. Thì là ảnh phát hiện ra được. Cuối cùng là có đi gặp bạn đó, có đi gặp người bạn đó và có tặng quà cho người bạn đó, xong rồi trở về quà mà nói láo em chị, tặng cái chai dầu thơm mà nói là tặng cái đĩa album, mà trong khi cái album nó lại em thích nhất nữa. Lúc đó em tức quá trời tức luôn. Thì lúc mà em đi làm về không có liên lạc được với ảnh, gọi điện cho bạn ảnh thì họ cũng không có nói. Thì mình rất là lo, nửa đêm đứng nằm khóc rấm rứt vậy, tại vì mình thấy mình có lỗi á. Mà ông này thì ổng cũng hay làm những cái chuyện điên điên mình không có biết được. Thì em qua nhà bạn em thì nó ngồi nó làm việc á, tối rồi
thì em không biết làm gì, em thấy cái vít em cầm em chọc vô ổ điện. Nhưng mà em còn cái cán này nhiều nên không sao, nhưng mà nhà nó thì cúp điện hàng loạt hết. Tội nghiệp anh Thuận, anh nay bị xúc động dạy vô chứ. Ngồi nó nhìn thấy em chọc vô thì nó tưởng em chọc cái tay vô ổ điện. Nó nói thính thính, mà có sao không thính? Cái này em không thèm trả lời. Thính mày còn sống thính. Thính đâu dám đụng em đâu, tại nó nói em sợ. Cúp điện mà, cúp điện đâu có thấy. Tao nói gì? Rồi cái em mới nói là tao nè. Tức giận nhưng mà cũng có cái sự mà cân đong đo đếm. Chứ bữa đó mà chọt cái tay vô là coi như xong luôn rồi. Giận xong cái tay rồi. Xong luôn rồi. Rồi lúc mà lấy nhau xong có cái gì bất ngờ về nhau không? Đúng không? Gia trưởng mạnh khó tính lắm. Lúc yêu thì chiều ta không yêu. Ví dụ như chở, có chở đi mua sắm thì cũng có đợi lâu thì cũng đâu có phàn nàn dữ vậy đâu. Còn sau này cũng phát hiện ra chuyện đó là chuyện ăn mặc của mình nó cũng quạt. Cái gì hả? Đi biển mà mua cái quần sọt với cái áo ba lỗ thôi dẹp liền. Đi thay cái áo nào dài dài, cái quần cái áo nào dài dài cho tôi. Chị Vân mà đi biển mà. Nhưng mà vợ mình mà để người ta dòm nó này kia em cũng không có thích. Đó, bây giờ đó không thích vợ vậy, vợ thích chồng vậy. Vậy thì qua chương trình này thì mỗi người có muốn người bạn đời của mình thay đổi gì không? Khuyết điểm của vợ em là mua sắm nhiều quá đi mà. Có một lần á thì bà xã rủ là đi mua giày, em ngồi ngoài em đợi một tiếng đồng hồ luôn, lựa lâu thiệt lâu, cuối cùng ra không cầm gì cả. Cái em mới hỏi là ủa em mua không được hả em? Nói là không, em lựa được hai ba đôi cũng ưng lắm á, nhưng mà để em mua cái đầm nào hợp em mới mua đôi giày. Xong rồi cái em tức quá trời tức luôn, kêu lên xe đi về khỏi mua gì hết. Trên đường về thì em mới nói á là không lẽ mua cái đầm lặn đôi giày, hai cái đầm hai đôi giày, một tủ đầm là một tủ giày. Vậy mà cũng cãi, em mua vậy là em tiết kiệm. Này là do anh không có tâm lý. Chị ơi, sao tại vì á, lúc đó là thật ra là em mới sanh xong. Thì thứ nhất là cân nặng của mình lên, cái hình thể của mình nó cũng khác, quần áo là chật hết, rồi giày cũng chật, cũng tăng lên một số. Thì cái chuyện mà mình mua sắm đồ mới là cái chuyện nó cũng gọi là cũng hiển nhiên. Mua phải có kế hoạch chị ạ. Nói là năm nay là em cần bao nhiêu đôi giày thì chỉ mua đúng cái số lượng đó thôi. Chứ bây giờ dễ lắm, bây giờ em cứ cho một năm á, là em có 5 đến 10 hoặc là đến 50 đôi giày. Trời ơi, trời ơi. Thế là bất cứ đó thì tùy cho em thỏa thuận. Rồi em cứ vậy mà em thực hiện thôi. Đúng không? Dạ. Còn chuyện em giữ gìn được cái giày của em á, từ năm nay tồn qua năm kia đó là chuyện của em. Hay. Rồi, rất cảm ơn tụi em. Cảm ơn hai bạn.